anh không được ăn. 63 đi em. 63 nè. 63 đẹp nè. Thôi gãi rồi. À, 63 của Lý á. Lý à? Được, 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 được. 63. Ngon á. 35, 63. Số của Lý á. 50 là... À. Rồi, 1 ta. À. Chạy mà bữa này. Tôi quăng ở đó vô 660 thì bên này giá dài đúng không? Vô vô đến 4 con hả chị? Vì đâu nè. Bữa đó mình quay mà chưa có quay con mình lái buổi sáng mất, còn chiều mới quay nên không có con số Quang Hải là 660 bả. Đó. Rồi. Em xin chào quý anh chị nha. 195 là 290. Ngày ngày mai là 90, bữa nay 95. Rồi, Quyên. Rồi ngày đây là Đài Đắk Lắk nha anh chị. Đó, Đắk Lắk là em quay cho ngày 2 tháng 4 này 2024 nha anh chị. Mình đang để đây. 471 90 nè. Để bên này thôi. Đây đây Đài Quang Nam. Có 7430 61371. Rồi. Rồi Đắk Lắk nha anh chị. Ngày 2 tháng 4 Đắk Lắk nha. À 1475 9 nè. 35 nè. 72 nè. 17 nè. 53 nè. 76 nè. 20 nè. Số bữa nó loan 39 nè. 111 nè. Dạ. Số này 494 nè. Hồi bữa không có quay cái con 11 đó. Quay trẻ quá mà 4910. Có lo lòm bữa sáng khách vô lo lòm chứ không có làm quay. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị nha. Chúc anh chị may mắn phát lộc của tài nha anh chị. Rồi, anh chị mua giấy số thì đến khu vực của em bán đây cũng như địa chỉ thường lệ nha anh chị mua nha. Rồi. Rồi. Sáng được bán được mấy tờ hay chị anh chị. Rất nhiều.